Chúng ta quay lại với anh chàng dưa chuột nha các bạn. Thì ở đây có bao nhiêu người biết á là dưa chuột nó làm gì anh Duy Nguyễn bao nhiêu clip rồi? Nói thật với các bạn là mình không có theo dõi, tại vì thuộc thành phần không đáng để theo dõi. Mình không có theo dõi, mình cũng chả coi cái clip full nào hết á. Đó, nhưng mà mấy bạn fan đó chia sẻ cho mình đó là thấy bèo bèo phải 3-4 clip rồi đó. Đầu tư công phu bài bản đàng hoàng chứ không phải là cái dạng mà livestream talk với nhau nghe đâu. Gì sơ sơ vài chục luôn hả? Công nhận á, thằng dưa chuột này nó cũng nể anh dữ á. Nó làm anh vài chục clip luôn rồi hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi vậy thì á, mình sẽ nói với bạn luôn, mình cũng chả biết dưa chuột nhiêu tuổi, kêu đại tên đi nha. Mình không biết dưa chuột nhiêu tuổi hết á, mình cũng không biết ở đâu luôn nữa. Đó nên mình kêu dưa chuột bằng tên. Rồi á, thì cái cuộc đời của Duy Nguyễn và dưa chuột á thì giống như là hai người thanh niên miền Nam của đất nước Việt Nam này. Thì trạc trạc tuổi nhau thôi. Cái thở cách đây chừng lúc mà Dưa Chuột thi Việt Nam Got Talent bị rớt á, là cái mùa đó Dưa có coi và biết Dưa Chuột từ dạo đó. Thì cũng trạc trạc tuổi mình thôi. Đó, thì cũng đại diện cho thanh niên thế hệ trẻ thôi, lúc đó còn nhỏ. Tuổi thì chắc chừng hai mấy, không nhớ. Cũng nghèo lắm, hai thằng nghèo như nhau các bạn. Sợ mà lúc đó mình nghèo hơn nó nữa đó. Thiệt, lúc đó mình nghèo hơn nó nữa. Thì dòng đời đưa đẩy đẩy đưa. Anh thì anh lập nghiệp. Anh đi làm trong công ty nước ngoài, xong rồi anh lập nghiệp, xong mở phòng gym, làm chủ, mở công ty BBT tới giờ. Thì nói chung á, chặng đường thì ai cũng thay đổi thôi. Rồi mình á, mình thấy như chuột á, lúc đó đó thì rớt á. Thì mình suy nghĩ trong đầu đơn giản thôi. Thằng này vô duyên quá, rớt đúng rồi. Thằng này vô duyên, hài vô duyên vãi. Thôi rớt đúng rồi ông nội. Vậy thôi đó. Rồi cái cuộc đời của con dưa chuột đi về đâu á, Duy cũng không có biết nữa. Duy cũng không quan tâm, Duy cũng không có khe đó. Chỉ biết nó diễn hài độc thoại thôi. Hài độc thoại là gì? Đứng mình giống như cái miệng bên trái nói với cái miệng bên phải vậy đó. Quay qua đây nói này, qua đây nói này, qua đây nói này. Đó là hài độc thoại. Thì cái chặng đường á, tới lúc mà Duy thành công. Như thế nào gọi là thành công ta? Nói chung lúc đó là Duy cũng tương đối là ổn định mặt kinh tế. Và nhà cửa này nọ kia cũng ok. Thì Duy gặp lại dưa chuột trên mạng thôi, cũng một vài phút trong một cái video nào đó cũng chả nhớ luôn. Thì lúc này ổng nói lanh hơn, điệu bộ ngông nghênh hơn, xong rồi nói á đù, cha là phản động hả? Không biết, lúc đó không biết. Ồ, cha là phản động hả ta? Không lẽ thì Việt Nam Got Talent rớt rồi xong bất mãn phản động luôn. Cho tới thời gian sau đó mấy tháng, dưa chuột á nó bị công an quận Tân Phú, phường gì ta, phường Hòa Thành hay phường Hòa Thạnh gì đó không nhớ phường, chỉ biết là bị công an quận Tân Phú mời lên cái bộp bạn, mời lên cái tội mà gọi là gì á biết, nó quên rồi. Nói chung là biết mời lên rồi, mà mời lên là chắc không phải làm rồi. Nhưng mà có một điều mắc cười á là khi á dưa chuột á nó lên nó gặp công an á, nó làm như nó idol vậy á. Lúc đó nó có quay phim nữa các bạn. Lúc đó nó có quay phim nữa, có hai ba và bạn fan của dưa chuột lên rồi chụp hình này nọ kia đủ như idol á. Trời má ơi má. Má gặp công an mà má làm như má idol. Cái đó thì cũng mắc cười. Nhưng mà cái con đường của con dưa chuột á, nó chọn như thế nào á thì kệ nó. Anh không có quan tâm. Nha, anh cũng quan tâm mà anh cũng đi vô con đường, vô chính kiến, vô diện khí khô gì cả. Thì anh chỉ nói với các bạn á là Duy Nguyễn và dưa chuột á giống như là hai thanh niên đại diện cho miền Nam Việt Nam trong hàng triệu thanh niên khác, nhưng mà đi theo hai cái hướng nó khác nhau. Nó anh Duy Nguyễn á thì thành lập công ty, nó kiếm tiền chân chính các bạn, lao động đàng hoàng. Còn dưa chuột á thì nó kiếm tiền một cách rất là bị ổi. Vậy thì cách kiếm tiền của con dưa chuột nó bị ổi ở chỗ nào, nó kiếm tiền bị ổi ở chỗ nào bạn? Cái nguồn tiền chính của con dưa chuột á nó có đến từ hai nguồn. Một là tiền quảng cáo YouTube, hai là tiền donate gì đó không biết. Mà nói chung
cả hai cái tù cái nguồn tiền đó đó đều từ clip mà có. Thì chúng ta đi tiếp, cái clip đó nó viết về nội dung gì? Ồ, nội dung trên trời dưới đất, mây mưa muối muối đồ nhiều lắm, không ai quan tâm hết đâu. Cả Di Nguyễn không có quan tâm, nói thiệt Di Nguyễn không có quan tâm mày clip gì hết, kệ mày đó. Nhưng mà tụ chung lại đó là những cái clip chỉ vô những cái hiện tượng của xã hội đó, hiện tượng của xã hội, mà những cái hiện tượng đó là hiện tượng có thật. Từ cái hiện tượng có thật đó, đó ông thêm mắm dặm muối, ông xào chẻ, ông đá qua này qua kia, nó là thể hiện một cái bản chất lưu manh và bị ổi. Cái người quân tử á, không ai làm chuyện đó hết. Vậy bạn hỏi Duy Nguyễn á, là những cái sự thật của viên con dưa chuột đưa ra là có đúng hay không đúng? Nếu mà nó đưa ra đó mà không đúng á, người ta bọc tai ngay phát đầu tiên rồi đó. Nó sẽ đưa ra những cái hiện tượng nhìn nó cũng vẻ có đó, mà cái hiện tượng nó ai nhìn cũng được hết đó, chứ không phải có mình thằng dưa chuột nó nhìn. Nhưng mà tại vì ít thằng nó nói, hiểu không, ít thằng nó nói, nó đâm ra nó nói, nó nói rồi cái mấy fan nó nghe nó thấy cũng có lý đó. Thì các bạn hỏi là những cái hiện tượng mà dưa chuột đưa ra anh Duy Nguyễn có nhìn thấy không? Anh không có biết rằng dưa chuột nó đưa ra bao nhiêu cái hiện tượng, anh không có biết. Mà trong một số hiện tượng đó, cái clip anh biết á, anh có phớt phớt qua đó, fan nó chia sẻ đó, thì anh nói là những cái hiện tượng đó anh cũng biết, đúng không? Nhưng mà cái cách mà giải quyết vấn đề nó khác nhau. Nó là anh Duy Nguyễn phấn đấu phát triển để xây dựng một Việt Nam tốt hơn, để những cái hiện tượng đó từ từ nó sẽ không còn nữa. Còn cái cách giải quyết của con dưa chuột á, thì nó bỉ ổi và nó tiểu nhân hơn. Vậy thì nó bỉ ổi và nó tiểu nhân chỗ nào? Nó là nó đưa ra những cái hiện tượng, xong nó công kích người này công kích người kia, để làm chi? Để cái clip nó mang độ sốc, cái clip nó mang độ sốc để cho nó người ta coi nhiều, nó được tiền quảng cáo, và từ đó đó nó có chiều hướng nó kích động đó. Nó kích động, kích động cái gì? Kích động có hai vấn đề kích động: kích động cái người quá khích với kích động người không quá khích. Kích động những người quá khích đó, thì họ sẽ có hành vi manh động, mà cái hành vi manh động đó làm ra những cái việc gì đó thì các bạn chắc cũng biết rồi. Còn cái người mà không có bị quá khích đó, thì họ dần dần họ có tư tưởng chán, họ có tư tưởng bất mãn, họ sẽ cảm thấy rằng ở thôi cái cuộc đời này nó khốn nạn quá, thôi ăn học làm gì có gì đó, thảo gì làm cho quá, tắm cũng ở chuồng thôi, đồ ABC đồ. Xong rồi từ từ cái người đó họ sẽ không phát triển bản thân. Không phát triển bản thân thì cái sự nghiệp không có, mà cái sự nghiệp không có thì gặp thành gánh nặng của xã hội. Nó khổ cho gia đình, nó khổ bản thân, mà nó khổ luôn cả đất nước. Đó, đó là cái điểm khốn nạn và bị ổi. Xét góc độ nào cũng thấy nó khốn nạn và nó bị ổi chứ, nó không có trong sáng và nó không có quân tử. Nha, cái đó đó là bản chất. Thì ở đây á, là những lời anh nói ra đó là cái quan điểm của anh và cái nhận xét của anh thông qua một số clip. Anh không có xúc phạm gì hết trơn trọi đó, anh cũng có chụp mũ nữa, anh không có chụp mũ, đúng không các bạn? Thấy không, bạn đưa cái clip đó, tôi nhìn sơ sơ qua, tôi nhìn thấy cách bạn làm và quá trình bạn làm và cái nguồn tiền bạn kiếm được nó, thì mình cũng phải có là mình đưa ra cái suy nghĩ của mình. Vậy thì có gọi là mình gì body summon không hả? Phục không các bạn? Một phần câu chuyện nhỏ phục hay không? Vậy thì cái dòng tiền mà nó không do lao động mà có, mà nó lợi dụng cái này, nó lợi dụng cái kia để mình trục lợi, thì cái dòng tiền đó nó có đúng hay không các bạn? Thí dụ như một streamer, người ta dạy người ta chơi game đó, để cho giúp những game thủ khác nó chơi hay hay lên, nó đỡ tốn thời gian nó luyện kêu, thì ít ra cái dòng tiền đó đó nó còn hợp lý. Tại vì mình cung cấp cái gì? Mình cung cấp cái kỹ năng cho người xem và người nghe để người ta học nhanh, hay nói khác là mình là thầy online, thì tôi nhận tiền là đúng rồi, đúng chưa? Hoặc là một người khác, người ta live stream chia sẻ về một cái kỹ năng nấu ăn, hay là chia sẻ vào kỹ năng ca hát, hay là một cái gì gì đó nó mang lại cái sự tích cực cho đời, thì người ta nhận những đồng tiền đó đúng rồi, đúng chưa? Còn đằng này cái nội dung clip của con dưa chuột á, nó giúp được cái gì hả? À, nó giúp được cái gì mà nó thể hiện hai chữ kiến thức? Vậy thì cái gì gọi là kiến thức?
các bạn cứ muốn anh Duy Nguyễn tranh luận về kiến thức, anh Duy Nguyễn không có rảnh tranh luận về kiến thức nha. Anh Duy Nguyễn nằm ở cái tầm người lớn đi làm, đồng tiền thực tế rõ ràng, cái kiến thức nó phải là như vậy. Chứ cái kiến thức không phải là cái mà lên trên Google mình xào chẻ rồi mình nắng nó, rồi mình nói nghe ghê vãi ra, rồi dựng video clip thêm hiệu ứng âm thanh đồ cạch đồ vô. Vậy cái kiến thức đó có giúp được cái gì hay không? Có giúp mình làm cái người thầy online mà mang lại điều tốt cho đời hay không? Hay là giúp cho một ai đó vượt qua kỳ thi đại học hay không? Hay là chỉ cái kiến thức mà nó tiêm nhiễm vô cái đầu người nghe một cái tương lai đen tối? Nên Duy cũng không đồng ý cái đó gọi là kiến thức nữa. Nên Duy gọi là Duy cười nhẹ cho cái ham tắc, cái hát tắc là kiến thức nè. Duy cười nhẹ thôi, không cần phải tranh luận. Bạn cứ kêu Duy tranh luận cái gì? Duy không thèm, Duy một cái video hết Duy chưa thèm coi, không có tranh luận. Và cái cuộc đời của Duy Nguyễn này bạn nên nhớ, tôi chưa bao giờ làm một cái clip nào mà có đầu tư về dưa chuột. Cái clip này là nói chuyện hơi bị nghiêm túc rồi đó, nhưng mà chỉ là live stream thôi. Live stream tôi nghĩ gì tôi nói cái đó, trên quan điểm góc độ cá nhân của tôi. Chứ tôi không có thời dành thời gian đào mồ cuốc mã lên rồi tùm lum tùm la hết sâu chuỗi dữ liệu rồi ABC các kiểu xong quăng cho media dựng phim rồi vô cắt ghép so sụt đồ. Đó là cái sự khác biệt, đúng chưa? Các bạn kiếm được cái clip nào mà tôi đầu tư nghiêm túc hoàn chỉnh cho giữa chỗ á thì tôi chịu gì tôi cũng chịu nha. Còn nhiều vấn đề lắm bạn. Nên tôi nói á, cái thằng này á, nó là cái thằng tiểu nhân đó. Có thằng tiểu nhân, có thằng bỉ ổi, nó không thể nào đứng chung mâm với Duy Nguyễn được. Duy Nguyễn cuộc đời này có đúng và có sai, cái chuyện đó Duy Nguyễn không nói, nhân vô thập toàn. Nhưng mà Duy Nguyễn là đàn ông chính hiệu đó, chơi rất đàn ông, nghĩ rất đàn ông. Cái đó đó là cái dưa chuột muôn đời không có. Khoan nói về ngoại hình, nói về ngoại hình hồi nói body summon nữa mệt lắm nha. Không nói về ngoại hình, ngoại hình kệ bỏ một bên. Rồi tới bây giờ tới đối tượng Duy tính dùng đối tượng fan. Nhưng mà hôm qua đó có một số anh chị em lớn tuổi vô góp ý với Duy rằng á, chị không đồng ý em kêu chị là fan. Tại vì fan á chỉ đơn giản là người hâm mộ, thích kêu là fan. Còn đối với em á, đối với chị á thì em là gì? Em là ngọn cờ, em là lý tưởng, em là cái gì đó cho con chị nó học hỏi, nó noi theo tùm lum tùm la hết á. Nên nó tóm lại á thì giờ không biết kêu bằng chữ gì nữa. Kêu bằng người quan tâm hả? Ờ anh chị đó kêu gọi là thôi gọi là người quan tâm đi. Còn ví dụ bây giờ về chính kiến thì các bạn fan ai, các bạn fan kệ các bạn, chuyện đó không ai quan tâm hết. Bạn muốn fan dưa chuột, dưa gan, dưa hấu gì đó thì các bạn cứ fan. Rồi các bạn muốn thích Duy Nguyễn thì các bạn follow Duy Nguyễn, chuyện đó bình thường nha. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì mà lạ lùng cả. Còn nãy giờ á, suy cho cùng á, lời nói của Duy Nguyễn là không công kích, không công kích cá nhân, cũng không chụp mũ luôn, cái đó là quan điểm. Còn tất nhiên sống trên gầm trời này á thì mọi người đều dưới luật pháp và hiến pháp. Thì tất cả những cái hành động của một ai đó trên mạng xã hội này đó, nếu mà nó có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm thôi. Chứ đâu có nói gì khác được đâu các bạn. Rồi một điểm tiếp tục mà Duy Nguyễn á, thấy dưa chuột nó không có đàn ông. Nó không có đàn ông. Đó là một cái hiện tượng. Những cái bài post trước á, ở trên nhà của dưa chuột có một hot girl ở Bình Dương hay ở đâu quá không rõ nữa, quên rồi, một hot girl. Anh không có show up được, các bạn show up là show ra là lộ thông tin người ta không có được. Một hot girl vô comment bất đồng quan điểm với dưa chuột, xong rồi fan dưa chuột bay vô cắn cụp, rồi dưa chuột bay vô cắn cụp, nói chung một đám luôn, cắn mà cắn không lại, thua về lý, thua về tình, ngồi điên máu lóc luôn. Nên nó tóm lại cái hành động đó không phải của một người đàn ông nha, không phải là một người đàn ông. Đã là một người đàn ông á thì không hơn thua với phụ nữ. Cuộc đời Duy chưa bao giờ Duy cãi lộn với phụ nữ hết á. Nếu mà cảm thấy người phụ nữ đó họ không có gọi là nói chuyện vui vẻ, hay là họ cảm thấy bực mình đó, thì mình vô mình giải thích một hai câu thôi, rồi xong rồi á thì thôi. Nhưng mà giải thích không được nữa thì thôi im. Cái đó mới là người đàn ông các bạn nha.
Còn đằng này á, dưa chuột nó không có đâu, nó chơi gì luôn á, lóc nhỏ. Cái cuộc nói chuyện của nhỏ đó, trong cái đó thì anh không có đọc, nhưng mà anh nhìn phớt, anh thấy comment nó bay qua bay lại, nên anh mới chủ động nhắn tin cho bé đó. Anh nói là anh thích cá tính của em. Giờ xong rồi anh chủ động kết bạn với bé đó luôn. Đó là một người con gái trên mạng xã hội mà đầu tiên anh tự chủ động anh kết bạn, tại anh thấy cá tính nó hay. Thì có thể là cái câu chuyện này có một số bạn biết đó, nhưng mà Duy không có tiện nói tên ra Facebook của bạn đó thôi. Một hot girl trên 100.000 follow nha các bạn. Trên 100.000 follow. Đó. Dưa chuột lóc bụp luôn. Đàn ông không các bạn? Đàn ông không? Rồi vậy thì cái mâu thuẫn của Duy và dưa chuột đâu ra? Ở đâu ra các bạn? Nói chung á, cũng ở trên mạng xã hội thôi. Thì ở trong quá trình mà Duy Nguyễn livestream và đam trẩu đó, thì có những bạn vô đặt vấn đề, đặt tới đặt lui, đặt xuôi đặt ngược, hỏi cái này nọ kia đó, thì Duy có nhắc tên. Duy có nhắc tên. Xong rồi Duy nhận xét ngắn thôi. Chắc ông về ông cay, ông ngủ không có được. Ông về ông cay quá, ngủ không có được, ông điên máu lên. Nó xong ông về ông bót bài Tetris rồi gì mua máy của bắp gì đó, mua cái máy tập game của Trung Quốc. Cái máy tập đa năng đó bạn, nhìn như mấy cái sắt vậy đó. Rồi xong rồi cái hỏi là ai biết chỉ mình dùm chỗ mua. Nhưng mà đừng có chỉ gamer Duy Nguyễn. Đó, lôi cái tên mình vô cái bụp. Thì mình cũng cảm thấy chứ, công nhận thằng này nó trọng anh ghê mấy em. Anh chưa bao giờ post bài nào về nó hết á. Tại vì mấy cái chuyện đó nó có rảnh lên làm. Đó, nhưng mà ngược lại thằng này cũng trọng anh ghê. Cái trong đầu mình mới nghĩ có hai vấn đề ở đây. Nói chuyện đàng hoàng cho cái máy cũ luôn. Anh máy game nhiều mà. Nói chuyện đàng hoàng anh cho máy cũ luôn, anh đàn ông mà đâu có tiếc chi mấy cái đó. Hoặc là thôi, cái đó cái nhất, cái thứ hai nữa. Thằng này á, bèo nhất nó phải bằng tuổi anh. Bèo nhất nó phải bằng tuổi anh mấy em. Mà bằng tuổi anh mà sống ở Sài Gòn chừng mười mấy hai chục năm mà không biết chỗ bán, không biết cái chỗ bán đồ thể thao luôn hết trời. Mà phải post lên mạng hỏi mấy fan trẩu hơn mình. Post lên mạng hỏi mấy fan nhỏ hơn mình. Vậy thì làm sao? Còn một á, là post khịa. Một là post khịa, hai là post hỏi. Post đường nào cũng chết hết. Nha các bạn. Nha. Rồi. Đó là lần đầu tiên á, ổng lỗi tên mình lên mạng tán. Thôi cũng kệ, mình chả quan tâm, mình cũng chả chủ động. Chỉ có lần này duy nhất á là mình mới làm có livestream mà mình ghi thẳng cái tên vô thôi. Chứ mấy lần trước cũng chặt ghi. Rồi sau đó đó, ổng tặng cho mình món quà kỷ niệm nữa bạn. Fan nó share thôi chứ mình không có subscribe kinh. Mình cũng chả thành coi luôn. Đó là món quà gì mặc cảm tự ti yếu đuối gì đó. Đó, mặc cảm tự ti yếu đuối gì đó, làm clip cũng dài lắm. Nói là anh Duy Nguyễn là người bất tài vô dụng bụng bự gì đó, mặc cảm tự ti yếu đuối mong manh dễ bở, đại lộ là như vậy. Đó, xong rồi fan chia sẻ cho anh, đưa hình anh ra, tên anh ra này nọ kia các kiểu, rồi nội dung clip thì không biết nói gì, anh không có coi luôn, thầy, anh không có coi. Tại những cái clip đó không đáng để anh coi. Đúng không? Những clip đó không đáng để anh coi, vậy đối với anh những clip đó những clip gato thôi. Đó. Những clip đó gato thôi, đừng có nói nhiều. Bây giờ mình hãy nhìn cuộc sống của mình nhìn cuộc sống của người ta. Mình hãy nhìn cái điều mình mang đến xã hội và cái điều mình mang của người ta mang đến cho xã hội thế thôi. Đó là clip thứ hai. Đó, clip thứ hai, anh cũng chả thèm nói gì, kệ muốn làm đó là thoải mái vô tư. Xong rồi á, tới hồi mà anh xảy ra cái phốt. Thì từ lúc mà anh xảy ra cái phốt đó, ổng tán 3-4 clip luôn. Ổng tán 3-4 clip luôn. Thì chỗ này nè, anh mới chỉ ra. Ủa anh Duy Nguyễn nhớ ngày xưa có một thằng nào post cái bài mà gì một lần và mãi mãi mà. Có không mấy bạn? Có không? Cái điểm này các bạn nhớ giùm anh đi, anh già rồi anh quên rồi mấy em. Các bạn, các anh chị em có nhớ không? Nó post bài là một lần và mãi mãi. Tôi nói về Duy Nguyễn. Là cái bài mà mặc cảm tự ti yếu đuối gì đó. Các bạn xác định đi, có hay không có. Có thể là Duy Nguyễn lâu ngày quá, Duy Nguyễn nhớ gì không rõ, Duy Nguyễn quên. Bạn trả lời giùm mình cái.
trả lời có hay không có cái đó để anh đi tiếp. Nếu có thì là tội nặng hơn, còn nếu không có thì thôi. Anh không nhớ nổi. Đó. Lần đó đó là anh nói một lần và mãi mãi. Rồi xong rồi tới hồi phốt của anh vút cho ba bốn clip gì đó tùm lum la hết đó. Chả quan tâm đó. Nhưng mà đại loại là cái ông nội này làm clip thì chỉ có nói xấu thôi, nói xấu với câu view với mất dạy thôi, chứ không có cái gì hay hết á, nên chả coi, không chẳng coi, không chẳng coi. Thật sự là như vậy. Vậy thì thông qua cái clip này là gì? Có phải bú farm Duy Nguyễn kiếm tiền không hả? Nói thẳng đi, chửi bới con khỉ gì tầm này nữa. Có phải là bú farm Duy Nguyễn kiếm tiền không? Tại vì hai chữ Duy Nguyễn nó như một cái hiện tượng trên mạng xã hội, nó nổi tiếng cả nước. Lúc này không bú thì chắc không phải là YouTuber. Đó, phải ráng bú farm Duy Nguyễn cái, kiếm tiền cái. Giờ mình nói về hành vi kiếm tiền. Nó hành vi kiếm tiền. Vậy cái hành vi kiếm tiền này có được coi là quân tử không? Hả? Cái hành vi này có được coi là quân tử không các bạn? Trong khi trong chuyện này anh không có lỗi gì với nó hết. Thí dụ như mấy lần trước đi, nó tức anh nó làm cái clip đó, ok tôi vẫn hiểu. Tại vì mấy lần trước anh nói mày này nọ kia rồi, nhiều khi gọi là có một chút xíu body shaming nhẹ nhẹ trong đó, thì nó giận quá, thì nó làm cái clip đó ok, còn hiểu được. Tại vì chẳng qua là mình khịa bạn, bạn quốc lên mình thôi, ok phải. Còn lần này mình nhớ mình đâu có lỗi với bạn đâu, đúng không? Lần này tao đâu có lỗi với mày đâu, dư chuột. Rõ ràng không có. Mà lần này mày cắn còn nhiệt hơn lần trước nữa, đúng không? Lần trước cắn phát thôi, lần này cắn dai quá nha. Cắn mà cắn trên YouTube, mà cắn trên Facebook nữa, cắn nhiệt tình lắm. Cơ hội ngàn năm có một mà, hai chữ Duy Nguyễn gì không cắn thì chắc không phải đạo tặc đó, đúng chưa? Nãy giờ Duy có câu nào xúc phạm không? Nãy giờ Duy có câu nào là body shaming hay là nói chuyện ngôn ngữ kỳ thị hằn học hay là gì không, hay là chụp mũ gì không? Các bạn có, các bạn nghe, các bạn có thấy thì bạn góp ý cho Duy Nguyễn nha, để Duy Nguyễn sửa sai, để Duy Nguyễn sửa sai và Duy Nguyễn hoàn thiện mình vậy thôi. Và chưa bàn tới nội dung clip nha các bạn, chưa bàn tới nội dung clip, nó nói gì tùm lum la hết trơn á. Rồi trong đó nó đá tới nhà nước phạt mới chịu, nó bú farm hai chỗ luôn, phải bú farm nhà nước nữa mới có farm đó. Bú Duy Nguyễn chưa đã, phải bú tới nhà nước đồ. Vì cái hành, thì cái hành vi kiếm tiền đó nó như thế nào vậy thôi, không có nhiều nữa. Rồi chưa nói tới hành vi donate đồ này gì đó, là xin tiền trắng trợn, mà xin tiền gọi là không có liêm sỉ luôn. Bạn thấy cuộc đời của Duy Nguyễn này có bao giờ xin tiền kiểu đó không? Nên các bạn đừng có đánh đồng, các bạn đừng có so. Các bạn so vậy tôi nhục lắm luôn á. Nghĩ làm sao người ta comment cho mình, hỏi thăm bio xin tiền. Auto free play đó các bạn. Đó, bio xin tiền cạch liền. Thì cái cách xin tiền nó quay lại cái bài toán streamer hồi nãy. Nó quay lại bài toán streamer hồi nãy thôi. Chả có gì lạ cả. Đó, rồi các bạn, có mấy bạn fan mắc cười nữa, tự nhiên lựa theo cái chuyện này, xong rồi các bạn nói là ô anh Duy xin lỗi anh Duy chuột luôn, anh mày hơi căng à, cái này hơi căng nha mấy em, mày kêu Duy xin lỗi anh Duy chuột luôn này nọ kia. Nói chung về Duy chuột, quan điểm anh không đổi. Về Duy chuột anh không thấy gì mình sai. Chỉ có một cái lâu lâu body summon nó một cái thì hơi nặng, tại đam mà mấy bạn thông cảm nha mấy bạn. Nhiều khi đam mà nó hơi nặng chút đỉnh rồi. Nhưng mà ngược lại, nó chửi mình mặc cảm tự ti, nó chửi mình khùng mình điên, nó chửi mình ngu si đần độn, vậy có body summon không? Hả? Bạn tưởng nó hiền hả? Cái thói ngược lại đó. Nếu mà tôi chỉ vô cánh tay bị tật, cánh tay bị què mà làm cái chuyện thất đức thì bạn nói tôi body summon, ok tôi chịu, tôi đó cãi. Nhưng mà ngược lại, anh đẹp trai, anh cao ráo, anh thông minh, anh sáng sủa, anh lương thiện, anh trong sáng như vậy, nó chửi anh cái kiểu kia
thì nó có là body summon không các bạn? Ừ? Chứ có quyền gì hỏi chứ. Vậy thì mày dựa vào đâu mày nói tao vậy? Đó, mày dựa vào đâu mày nói tao vậy? Mày muốn tao chấp nhận thì mày nói cho tao phục. Thế thôi. Nha. Nên nói tóm lại, quan điểm của Dương Nguyễn bây giờ với anh Dưa Chuột vẫn là không thể đứng chung hàng. Vẫn không thể đứng chung hàng, vẫn gọi là không cùng đẳng cấp. Nó khác quá. Nó khác về tư tưởng, nó khác về quan điểm, nó khác về lối sống. Nó khác về đẳng cấp nữa. Làm sao mà có thể được, đứng chung hàng được. Nó, còn rồi bây giờ thí dụ như các bạn á, bây giờ nói ví dụ như mình nói, bây giờ mình nói là cho nó hài hòa mà cho nó tình cảm luôn nè, ok. Ví dụ như Chuột bức xúc cái gì anh mời đến công ty có dám đi không? Nếu còn ở Việt Nam Sài Gòn anh mời tới công ty luôn, bảo đảm fair play đàng hoàng, cho dẫn theo một người làm chứng quay live stream thoải mái, dám đi không, dám đối chất hay không? Nên đừng cứ ngồi mà làm clip chi cho nó cực khổ. Kiếm tiền thì nó đại kiếm tiền thế thôi, còn không kiếm tiền thì clip đó có bật quảng cáo hay không? Chừng nào mà làm clip mà không bật quảng cáo mới là nể. Tao thích mà tao ghét mà tao nói chơi vậy đó, mà chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nữa nha. Trong những cái clip đó dấu hiệu vi phạm pháp luật nhiều lắm đó, không phải giỡn đâu. Nên nói chuyện giữa hai người đàn ông thì anh không nói cái chữ kiện tụng gì ở đây cả. Anh cũng chưa đề cập tới vấn đề pháp luật, anh chỉ đề cập tới vấn đề nhìn nhận thôi. Nó nói cho nó rõ. Nói cho nó rõ. Người đàn ông người ta cư xử khác, người quân tử người ta cư xử khác. Còn cái phường tiểu nhân á, thì thôi khỏi nói rồi. Tiểu nhân nó đủ bài đủ trò, nó núp ở trong này chỗ kia ra. Thế thôi. Nó tóm lại bây giờ thích đúng không, nói chuyện với hai người đàn ông ok phải mời tới công ty đây thoải mái yên tâm đi, không có quýnh không có đập cũng không có gì, không có body summon gì đâu đó, vô phòng lạnh ngồi đàng hoàng văn minh lịch sự thiện đúng đúng đẳng cấp giám đốc tiếp khách luôn đó, cho dẫn theo người hai người cũng được, quay phim live stream gì đó làm chứng gì đó ok. Ở trong tòa nhà BBT này bước ra khỏi đường mà bị cái gì đó là Di Nguyễn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thế thôi, công khai minh bạch đó. Bây giờ lôi 4 clip ra nói nè, nó đủ chết rồi. Bản thân anh đâu có làm clip nào đâu, chỉ có clip này là nó hơi bị tương đối nó dài một chút đỉnh thôi. Mà nói thật cho các bạn, đáng lẽ là Di tính tặng cho món quà rồi đó, Di nói thẳng luôn, Di tính tặng cho món quà là cũng khá là kỷ niệm đó. Đó, nhưng mà nhân viên của công ty Duy á cản, nó là thôi anh ơi dù gì cũng không có gì hết, kệ đi nó này nọ, tặng chi mất công để cho nó nói mình quan tâm nó này nọ kia, đúng không? Nó thôi dành thời gian làm clip thành online đi anh, thành online đang thiếu clip, anh nghe thấy cũng được. Tức là anh làm cái việc gì đó ví dụ như mà nhân viên nó cản thì thôi kệ, không cần, không cần tặng quà nữa. Nhưng mà nói ngắn gọn vậy, có thể là trong quá trình nói gì thiếu ý livestream mà nghĩ gì nói đó cho nó xong bài đó ba nha. Nên các bạn dưới Chuột đó, bạn phải bạn chơi thì sao cũng được dưới gầm trời này, mà chỉ có cái phường tiểu nhân đó, là nó không sống được thôi. Sao cũng được cái đó, cứ là người quân tử, anh hùng trọng anh hùng, còn không làm đàn ông được thì làm phụ nữ nha. Thế thôi. Mỏi miệng quá, các bạn đặt câu hỏi đi mấy bạn. Đặt câu hỏi đi. Nãy bạn nói N10 nữa phải không? Có N10 đúng không? À ít ra N10 chơi còn được hơn nha. N10 còn được không đeo tặc. L10 cũng có bú farm anh cái nữa. Mà N10 nói bú farm là nói thẳng bú farm luôn. Đó, cái đó có. Bữa hổm thấy N10 bú farm anh rồi. Đặt chữ Di Nguyễn trước. Đó là cái cách chơi YouTube. Tại vì cái chữ Duy Nguyễn bây giờ nó hot trên mạng xã hội.
đó, nên các bạn YouTube khác bạn sẽ đặt hai chữ Duy Nguyễn trước, xong rồi nội dung gì đó nội dung. À, còn N10 á cũng biết được cái bài này, cũng đặt hai chữ Duy Nguyễn trước xong rồi nội dung ghi về nội dung. Xong rồi vô trong video á, N10 á thì nói có nói về Duy Nguyễn chút đỉnh chắc chừng được 30 giây. Nói là cái thằng bán thuốc rồi nghe hơi quế đậu. Nó quế đậu. Bởi vì tôi nói với bạn á, không phải ai ở bên Mỹ dân trí cũng cao đâu bạn. Mà nghĩ sao dân Mỹ mà nói này thuốc biết đọc chữ không? Dân Mỹ nói này thuốc các bạn. Thí dụ như Việt Nam á mà nói thuốc á, thì nó ok, chuyện đó bình thường, tại nó còn lạ. Còn cái này mình á, mình ở Mỹ đế, mình livestream mình này nọ, mình kiếm tiền này nọ kia mà nói chữ thuốc, cái này là phải xin lỗi khán giả. Cái này là phải xin lỗi khán giả vì cái độ ngu của mình chứ không phải là xin lỗi ai hết á. Tại vì coi thường khán giả. Ông nghĩ sao này thuốc? Đọc là phải biết đọc ông ghi rõ ràng supplement đồ. Ghi rõ ràng supplement nè, nó rất nè, rất đâu. Nè thấy không? Thấy chữ supplement không? Nghĩ sao vậy mà? Nha các bạn. À, dưa chuột nói anh đem giá trị đồng tiền để đánh giá một con người thì ok, cái này là anh đam ok, nó nói cái đó thì mình cũng thông cảm cho cái nỗi thống khổ của nó đi, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì anh nói rồi, khi mà có nhiều mặt anh chỉ cần lấy một mặt ra anh đam cho chết thôi thì đó gọi là đam, em hiểu không? Nó anh lấy cái mặt đó ra anh đam cái là nó hết cãi rồi, mà nó tức anh hiểu được nó tức chứ, nhưng mà nó cũng không thể nào phủ nhận được đúng không? Bây giờ chỉ nói về tiền thôi thì ok, bây giờ nó đang phản bác anh đó là anh lấy đồng tiền ra anh đam nó không phục đúng không? Còn vậy á, thì anh nói ngược lại, đồng tiền của mày kém quá thì mày đam tao sao đây? Giờ nói về đồng tiền không chạy khác nha, không chạy khác, chốt đồng tiền cái đã rồi ok. Các bạn thêm quan điểm đi nó, các bạn đang cáo buộc rằng, các bạn đang cáo buộc rằng à Duy Nguyễn đam đồng tiền dưa chuột, nó nghèo nó không phục nó được thôi, vậy thì cho giải thích đó, cũng nói về đồng tiền luôn đi. Còn bây giờ không lẽ giờ mày không có tiền mày rồi xong rồi mày 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 mày, mày, mày nói là thôi giờ đam bỏ tiền ra một cái hả, bỏ tiền ra một cái đam gì, đam tiếng Anh hả? Rồi vậy ví dụ tao nói giờ tao không thích nói tiếng Anh, tao bỏ tiếng Anh ra, tao bỏ đồng tiền đúng không? Giờ ok mà đam tiếng Anh thì tao chán quá, tao bỏ tiếng Anh ra đam cái tay được không? Vậy hồi bỏ 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 hết rồi còn gì đâu đam. Nói tóm lại á là mình phải nói cho nó đàng hoàng thôi. Duy Nguyễn ơi, nói chung á thì tiền bạc đó là số phận của mỗi người một hoàn cảnh. Đó thì mình biết bạn mạnh vì cái này, bạn nói chung là cũng may mắn vì cái này. Nhưng mà bạn có thể là bạn đừng chì giết tôi cái này được hay không? Nó bạn coi như cái này tôi xui nhẹ bằng cái đi, rồi cái khác tôi ăn nhẹ là coi như mình què đi. Thì nói chuyện gì cũng ok có gì đâu. Đó. Đồng tiền nó không phải là thước đo đó, nó không phải là thước đo một thước đo duy nhất, nhưng mà đâu thể nào phủ nhận được giá trị của đồng tiền. Không lẽ bây giờ các bạn phủ nhận giá trị đồng tiền và bạn cố gắng bạn phấn đấu bạn đi làm bạn kiếm kiếm cái gì? Bạn làm vì đam mê à? Bạn nào vì làm vì đam mê vô đây nhận bảo vệ không lương bao cơm trưa thôi làm không hả? Nên cái đó là mình nói để mình chối đúng không? Mình chối thì thôi mình nhận luôn đi, xong rồi mình chối sao. Đam tay đi anh, thôi đó mất công body summon. Giờ chơi mình chơi quân tử đâu, mình không chơi body summon nữa. Đam tay, đam chiều cao, đam muscle, đam cơ, đam gì cũng ăn hết chứ. Đam về phụ nữ ăn chắc rồi đó. Đúng không? Dưa leo nói anh ta là làm video về mặt bất công của đất nước để góp ý cho đất nước nên không được cho là phản động. Vậy bỏ quảng cáo xuống. Vậy bỏ quảng cáo xuống đi, nghe còn có lý. Đúng chưa? Vậy bỏ quảng cáo xuống. Hợp lý không các bạn? Bạn nói ừ làm bất công để góp ý cho đất nước, nghe sao nó hay. Ừ cũng mỹ miều thiệt, nghe cho nó hay. Lúc này á thì mình sẽ đi tới lời khuyên, vậy thì khuyên thầy trẻ làm gì, phải có lời khuyên phải có thông điệp chứ, không lẽ tự nhiên nên làm video rồi bất mãn đất nước đã đời như góp ý cho đất nước rồi xong rồi khuyên với thầy trẻ sao không có lời khuyên hả? Rồi cái video nó có bật quảng cáo không,
cái video đó có xin tiền không hả? Vậy hiểu sao đây? Góp ý cho đất nước phải xin tiền hả? Góp ý cho đất nước phải bật quảng cáo hả? Bây giờ tắt quảng cáo có buồn không? Bây giờ tự nhiên bị ai đó hack cái kênh hay là sập cái kênh đó có buồn không? Lúc đó lý tưởng có còn không? Lúc đó có mở kênh mới để làm video góp ý đất nước nữa không? Đó là một đống câu hỏi đó, cần sự trả lời đó, các bạn trả lời cho mình.